90 ngày để chúng ta có được một cái làn da đẹp thì Vân nghĩ rằng nó rất là đáng để chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ đầu tư nghiêm túc cho nó. Thực ra một cái sản phẩm như thế này khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó, thì Vân không nhớ một cách chính xác lắm, nhưng mà dùng được khá là lâu và nó sẽ giúp cho da của chúng ta nhìn thấy cái sự cải thiện. Thì lúc đấy chắc nếu ai mà da đẹp hơn thì nhớ nhắn tin cảm ơn Thị Vân nhé. Một cái sản phẩm như thế này thì nó rất là tốt. Mà mọi người nghĩ mà xem ạ, nếu như chúng ta đầu tư là gọi là truyền trắng, bây giờ chị em rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến câu chuyện truyền trắng, nhưng mà truyền trắng thì nói thật thì nó không dám, bởi vì là truyền trắng là truyền trực tiếp vào trong máu này này, nó có thể gây ra những cái hệ lụy như là câu chuyện sốc phản vệ hoặc là nhiễm trùng máu. Cho nên là nhiều người, đặc biệt là những người phụ nữ mà cẩn thận với sức khỏe của mình thì chắc là không dám. Thế nhưng cái sản phẩm New Sea Spray thì nó tương đương như việc chúng ta truyền trắng, nhưng mà nó lại cực kỳ an toàn. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Thị Vân lại quay trở lại với mọi người với một cái chủ đề bất di bất dịch, một cái chủ đề mà rất nhiều chị em phụ nữ của chúng ta quan tâm, đó là câu chuyện làm đẹp. Các cụ vẫn nói là nhất dáng nhì da, cho nên là dáng và da là hai câu chuyện mà chị em phụ nữ rất là quan tâm. Trước đây thì Thị Vân đã từng chia sẻ những cái câu chuyện về bí quyết làm sao để có thể giữ gìn vóc dáng rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay Thị Vân sẽ chia sẻ thêm với mọi người câu chuyện về làm sao để có một làn da đẹp. Không biết mọi người có biết không, ngày bé thì Thị Vân vẫn được mệnh danh với một cái tên rất là buồn cười. Nhưng mà ngày hôm nay lần đầu tiên khoe với mọi người, ngày xưa bé thì mọi người vẫn gọi là Vân Tây. Vân Tây là sao ạ? Bởi vì ngày xưa khi mà da còn bé thì da rất là trắng và lại cao nữa, thế cho nên là mọi người gọi là Vân Tây. Thế nhưng mà qua thời gian, suốt 14 năm Thị Vân làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam này, tiếp xúc với mỹ phẩm này, rồi đôi khi mình còn trẻ thì mình lại không biết cách giữ gìn làn da nữa, nên thành ra là đôi khi da của mình sẽ có những cái vấn đề như là tàn nhang này, như là lão hóa này. Và đã đến lúc Thị Vân nhận ra một điều rằng mình cần phải vô cùng nghiêm túc trong câu chuyện chăm sóc làn da. Và chăm sóc làn da thì không phải là chỉ gọi là chúng ta bôi mỹ phẩm ở bên ngoài đâu, mà chăm sóc từ bên trong như thế nào để chúng ta thực sự có một làn da khỏe mạnh. Trong thời điểm giãn cách xã hội thì có lẽ là chị em phụ nữ chúng ta có nhiều cơ hội hơn để có thể chăm sóc cho làn da của mình. Và Thị Vân thì rất là tình cờ thôi biết tới một cái sản phẩm chăm sóc cho làn da. Phải nói là thực sự là chưa khi nào mình cảm thấy ưng ý đến như vậy. Một cái sản phẩm mà Thị Vân cũng phải xem xét rất là kỹ, và thậm chí là bản thân mình tự sử dụng đã, sau đó thì mới chia sẻ cái bí quyết này tới mọi người. Thực ra thì chị em phụ nữ chúng ta thì ai ai cũng sẽ quan tâm đến cái làn da của mình. Nhưng mà nếu như mọi người chỉ nghĩ rằng là chúng ta mua những cái sản phẩm mỹ phẩm ở bên ngoài mà chăm sóc cho nó thôi thì chưa đủ đâu ạ. Mà thực sự là chúng ta phải chăm sóc từ bên trong. Và cái sản phẩm này, nếu mà chị em phụ nữ nào mà đang chưa tìm được sản phẩm ưng ý, hay là còn băn khoăn khi mà biết tới nó rồi nhưng mà còn băn khoăn là liệu mình có nên sử dụng nó hay không, thì ngày hôm nay theo dõi cái review này của Thị Vân để chúng ta biết được thực sự là vì sao cái sản phẩm này lại hiệu quả với làn da của chúng ta nhé. Đây là sản phẩm New Glow Sea Praise. Một cái sản phẩm nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng mịn hơn, có thể xóa bỏ được những cái tàn nhang hoặc là nám trên da, và quan trọng hơn nữa là nó sẽ giúp cho da của chúng ta chống lão hóa. Như vậy là gì ạ? Nó vừa chữa trị nhưng đồng thời nó lại cho chúng ta một cái liều vaccine rất là hiệu quả cho làn da của mình, đó là làm cho chị em chúng ta là có một cái làn da trẻ mãi. Cái sản phẩm này thì tương đối là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là đây, Thị Vân đã mang cái lọ mà mình đang dùng đây ạ cho để khoe với mọi người. Nhìn thì mọi người thấy chữ spray này thì cứ nghĩ rằng là chắc là sẽ xịt vào mặt giống như là xịt khoáng. Hoặc là mọi người sẽ như thường sẽ thấy là với những sản phẩm trắng da thì mình sẽ uống những dạng viên. Có rất là nhiều chị em phụ nữ sẽ lo lắng rằng là liệu khi mà uống vào trong cơ thể rồi đi vào máu nó có an toàn hay không. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó sẽ giải quyết tất cả những nỗi lo của các chị em phụ nữ, và nó đem lại cái hiệu quả thực sự là nhanh và giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi ở làn da của mình. Nó là một cái sản phẩm không phải là xịt trên da đâu ạ, cũng không phải là sản phẩm mà chúng ta uống những viên uống bình thường, mà đây là sản phẩm chúng ta sẽ xịt ở bên dưới lưỡi. Đó, đây chúng ta có thể, quý vị có thể nhìn thấy là nó rất là dễ dùng đúng không ạ? Đây, xịt tay, và chúng ta sẽ xịt khoảng
ba pump ở dưới lưỡi của mình. Tại sao lại là ở dưới lưỡi? Bởi vì sao ạ? Ở trong cái khoang miệng của chúng ta, bên dưới lưỡi có rất nhiều các cái mao mạch. Và qua những cái mao mạch này thì khi mà những cái tinh chất ở trong cái dưỡng chất này nó có thể thẩm thấu sâu vào bên trong mà nó không hề ảnh hưởng, và nó không hề ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của chúng ta, không hề ảnh hưởng tới máu của chúng ta, mà sao ạ, nó còn không bị tác động bởi enzyme cũng như là những cái acid. Và ngay lập tức thì những cái tinh chất này sẽ thẩm thấu để giúp cho da của chúng ta có được một cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cho làn da của mình. Còn dưỡng chất như thế nào, chút nữa Thụy Vân sẽ chia sẻ nhé. Bây giờ mọi người có thể nhìn cái cách dùng của Thụy Vân hàng ngày rất là đơn giản thôi, không mất thời gian, chắc là mất khoảng tầm 3 giây để có thể chăm sóc cho làn da của mình, bởi vì Thụy Vân cũng là người khá là bận rộn. Đơn giản thôi ạ. Mọi người có thể xịt ở dưới lưỡi, nhớ là 3 pump nhé mọi người nhé. Rất là ngon. Thực ra Thụy Vân luôn luôn trong một ngày chờ đợi những cái lúc này để được mà thưởng thức cái loại ngon quá. Thụy Vân luôn luôn chờ đợi trong một ngày để có thể được sử dụng cái sản phẩm này. Một ngày thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Mỗi khi mà mình có tâm trạng không vui mà mình nghĩ tới rằng là chút nữa mình sẽ được thưởng thức cái hương vị rất là thơm và rất là dễ dùng này của New Glossy Praise thì mình lại cảm thấy vui hơn, không hiểu sao. Mọi người, rất là dễ dùng mà Thụy Vân không nghĩ rằng là một cái sản phẩm dành cho da, giúp cho da của chúng ta được nuôi dưỡng lại có thể ngon đến như thế ạ. Thực ra những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta không bị lười, luôn luôn nhắc nhở chị em phụ nữ rằng là đã đến lúc chúng ta làm đẹp rồi, đã đến lúc chúng ta phải cho da của mình được ăn một cái gì đó như là chất dinh dưỡng rồi. Với cái tinh chất này, với cái New Glossy Praise này thì nó dành cho những chị em phụ nữ có cái làn da bị xỉn màu này, bị thậm chí là bị tối màu do bẩm sinh nữa, và hoặc là những chị em phụ nữ mà thường xuyên sẽ phải làm việc ở bên ngoài trời chẳng hạn, thì da của chúng ta khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó rất là hại, thì cái tinh chất New Glossy Praise này nó sẽ nuôi dưỡng da từ bên trong để tạo ra những cái gọi là những cái kháng thể để giúp cho da của chúng ta trắng đẹp tự nhiên hơn. Bây giờ thì Thụy Vân sẽ giải thích là, tức là Thụy Vân khi mà tìm tới cái sản phẩm này ấy, thì cũng gọi là nghiên cứu, cũng là đi hỏi han các chuyên gia là tại sao cái sản phẩm này lại có thể đem lại những cái tác dụng như thế. Ba tác dụng đó là làm trắng da này, làm chống lão hóa này, và có thể làm mờ sạm nám ở trên da, tàn nhang của chị em phụ nữ nữa. Một cái bài toán rất là đau đầu với tất cả chúng ta. Thì trong cái sản phẩm New Glossy Praise này thì nó có một cái tinh chất, một cái dưỡng chất người ta gọi là L-glutathione. Chắc là mọi người, những ai mà luôn luôn tìm hiểu về làn da thì cũng đã biết tới cái chất này ở trong bản thân cơ thể chúng ta sản sinh ra rồi. Vì đây là glutathione thì nó là sản sinh ra từ gan của chúng ta. Và qua cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt này, qua cái quá trình mà tuổi của chúng ta tăng lên thì gan nó không còn bài tiết đủ để có thể nuôi dưỡng da của chúng ta nữa. Và qua tuổi 30 thì đó là cái thời điểm mà chắc chắn các chị em phụ nữ buộc phải có những sản phẩm bổ sung giống như là New Glossy Praise này để gọi là chúng ta hỗ trợ giúp cho da của chúng ta có thể gọi là bổ sung đầy đủ khi mà cái lượng glutathione mà gan nó không thể sản sinh ra kịp để có thể giúp cho da của chúng ta chống lão hóa. Thì đó là lý do vì sao New Glossy Praise này giúp cho da của chúng ta có thể đẹp hơn, trắng hơn và có thể chống được lão hóa nữa. Bởi vì cái tinh chất L-glutathione này nó sẽ tham gia vào cái quá trình sản xuất nội sinh collagen để giúp cho da của chúng ta lúc nào cũng căng đẹp và tạo ra được những cái sợi collagen trên da của chúng ta để cho nó căng và nó có cái độ đàn hồi. Quá trình lão hóa của thời gian này nó khắc nghiệt lắm ạ. Nếu như mà chúng ta không có một cái sự quan tâm để nó đúng cách ấy, thì chắc chắn là da của chúng ta nó sẽ bị bào mòn ấy. Nước chảy đá mòn, thời gian tạo ra cái sự bào mòn và giúp cho da, làm cho da của chúng ta nó không còn được trẻ trung như ngày xưa nữa. Thực ra bây giờ chị em phụ nữ thì Vân nghĩ rằng là cũng gọi là cũng sướng hơn chị em phụ nữ ngày xưa rất là nhiều, vì chúng ta có nhiều những cái công cụ như thế này. Mặc dù là có thể chúng ta bận rộn hơn nhưng các chuyên gia thì cũng đã nghĩ ra những cái phương cách để làm sao chúng ta dễ dàng có thể chăm sóc cho da của mình mà không tốn quá nhiều thời gian. Bên cạnh dưỡng chất L-glutathione thì bên trong cái lọ New Glossy Praise này còn có ba cái tinh chất cực kỳ tốt cho da, đó chính là vitamin C này, cỏ linh lang này và nam việt quất ạ. Thực ra thì với chị em phụ nữ, những ai mà biết tới những sản phẩm chăm sóc cho da rồi thì biết rằng là đây là những cái dưỡng chất nó
đem lại những hiệu quả như thế nào. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta chống oxy hóa, sẽ giúp cho da của chúng ta trắng hơn, đẹp hơn và trở nên đều màu hơn nếu như chúng ta sử dụng một cách thường xuyên. Nó giống như là một cái liệu pháp gọi là nuôi dưỡng từ bên trong ấy, chứ không phải là chúng ta dùng những cái dưỡng chất bên ngoài. Bởi vì Thụy Vân thấy là có rất nhiều chị em phụ nữ vì muốn trắng nhanh ấy, lại hay dùng những cái sản phẩm mà có thể gọi là tẩy lột da, thì nó rất là nguy hiểm, làm cho da của chúng ta yếu đi. Và thậm chí là những chị em mà đã bị hỏng da vì cái câu chuyện là tẩy lột có thể hoàn toàn sử dụng sản phẩm này, bởi vì nó sẽ giúp cho da của chúng ta được cải thiện trở lại, được nuôi dưỡng trở lại, sẽ giúp cho cái tầng collagen trong da của chúng ta được sâu hơn và chắc khỏe hơn. Thì đấy là cái điều mà Thụy Vân cảm thấy vô cùng tin tưởng khi mà sử dụng New Glow Sea Praise như thế này. Thụy Vân là người cũng hay phải trang điểm, cũng thường xuyên là tiếp xúc với ánh đèn của trường quay. Nếu như không có những sản phẩm như thế này thì chắc là da của mình cũng khó có thể giữ được một cách đẹp và chắc khỏe, và đặc biệt là nó mịn để chúng ta có thể đánh phấn, nó ăn phấn hơn, đúng không ạ? Thực ra thì cái sản phẩm của New Glow Sea Praise này là một cái sản phẩm có thể nói là đột phá về mặt công nghệ, khi mà các chuyên gia cố gắng làm sao để tạo ra được cái sự tiện ích nhất cho chị em phụ nữ trong cái quá trình chúng ta đẩy sâu những tinh chất vào bên trong cơ thể của mình để giúp cho da của chúng ta khỏe hơn. Thụy Vân là cái tội ngày xưa là đi nắng không dùng kem chống nắng, nên là bị một vài những cái nếp nám tàn nhang. Cứ sau một tuần Thụy Vân sử dụng cái sản phẩm này và cái xịt này thì thấy là cái vết nám của mình nó mờ đi. Sau 28 ngày nhé, sau 28 ngày, thực ra 28 ngày đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ, bởi vì những cái vết nám này nó xuống dần màu ấy. Bởi vì sao ạ? Khi mà các bạn trang điểm cho Thụy Vân thì không phải sử dụng quá nhiều những cái kem che khuyết nữa, và cũng hỏi là ô, sau những cái vết nám này của chị Vân mờ đi này, thì chị Vân mới thấy rằng à, thực sự là Glow đã có những cái tác dụng thực sự với làn da của mình. Và khi mà mình soi gương ấy, mình nhìn thấy da của mình bớt đi những cái đốm tàn nhang, những cái đốm nám đấy, mình thấy vui lắm. Không hiểu mọi người như thế nào, nhưng mà thực sự là nhìn thấy da khỏe, nhìn thấy da đẹp thì bản thân mình cũng phấn chấn hơn mỗi khi mà mình bước chân mình đi làm. À, mọi người bảo à, hôm nay da của chị Vân bóng đẹp thế, khỏe thế, là mình thấy sướng vui cả ngày. Thực ra 90 ngày để chúng ta có được một cái làn da đẹp, chị Vân nghĩ rằng nó rất là đáng để chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ đầu tư nghiêm túc cho nó. Thực ra một cái sản phẩm như thế này khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó, Thụy Vân không nhớ một cách chính xác lắm. Nhưng mà dùng được khá là lâu và nó sẽ giúp cho da của chúng ta nhìn thấy cái sự cải thiện. Thì lúc đấy chắc nếu ai mà da đẹp hơn thì nhớ nhắn tin cảm ơn Thụy Vân nhé. Một cái sản phẩm như thế này thì nó rất là tốt. Mà mọi người nghĩ mà xem ạ, nếu như chúng ta đầu tư gọi là truyền trắng, bây giờ chị em rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến câu chuyện truyền trắng, nhưng mà truyền trắng thì nói thật thì cũng không dám, bởi vì là truyền trắng là truyền trực tiếp vào trong máu này, nó có thể gây ra những cái hệ lụy như là cái câu chuyện sốc phản vệ hoặc là nhiễm trùng máu. Cho nên là nhiều người, đặc biệt là những người phụ nữ mà cẩn thận với sức khỏe của mình thì chắc là không dám. Thế nhưng cái sản phẩm New Sea Praise nó tương đương như việc chúng ta truyền trắng, nhưng mà nó lại cực kỳ an toàn. Khi mà chúng ta xịt khoảng 3 pump dưới lưỡi, nó thẩm thấu qua mao mạch của hệ khoang miệng như thế này, thì nó cực kỳ an toàn để chúng ta có được làn da gọi là đẹp, trắng như ý, chống lão hóa và có thể mờ những sạm nám. Thì tại sao chúng ta lại không sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta không mất quá nhiều thời gian, một ngày chắc mất 6 giây thì Vân tính qua qua là như vậy. Đó là những cái chia sẻ của Thụy Vân về cái câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về những cái sản phẩm để làm đẹp từ bên trong. Nhưng phải nhấn mạnh rằng là đây là những sản phẩm làm đẹp an toàn và đã được rất nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Nhớ nhá, 3 tháng thôi, 3 tháng thôi là chúng ta thì có thể có nhìn thấy được sự cải thiện của làn da của mình, trắng hơn này, chống lão hóa này, rồi mờ hết những vết sạm nám. Còn mọi người có những bí quyết gì thì hãy chia sẻ với Thụy Vân nhá. Hoặc ai có cần thông tin về những sản phẩm này thì có thể inbox cho Thụy Vân hoặc là comment bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ những bí quyết làm đẹp, phải không ạ? Và có một điều lưu ý nữa là kể cả các anh, những ai mà muốn có làn da đẹp thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này nhé. Bí mật nhé. Chào mọi người.